Я вас знаю. Кто придумал эти социальные сети? Разве можно любовь отыскать в интернете? Мегабиты страстей, мегабайты истории, виртуальное солнце, виртуальное море. Кто придумал эти социальные сети? Разве можно любовь отыскать в интернете? Добавляй друзей, симулируя судьбы, виртуальные жизни, виртуальные люди. Điểm tham quan thật là đặc biệt đó chính là cung điện Kremlin, là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Nga. Chúng ta sẽ có cảm giác rất là ngỡ ngàng khi mà lạc vào một xứ sở thần tiên cùng với những câu chuyện cổ tích mà chúng ta đã được xem đâu đó từ bé trên màn ảnh nhỏ của TV, hay là trong những câu chuyện từ những tờ giấy được ba mẹ cho xem qua tranh ảnh hay là kể lại. Thật lộng lẫy và hoành tráng, và điện Kremlin được cho là nơi nắm giữ nhiều bí mật, vừa là một cung điện lịch sử, là nơi chính thức của lãnh đạo Nga đã ở đây trước đây. Hãng thông tấn BBC đã có lần tiếp cận hiếm hoi vào những khu vực cổ xưa và bí mật của cung điện với hơn 500 tuổi này. Moscow Kremlin thường được gọi đơn giản là điện Kremlin là một tổ hợp lịch sử kiên cố gồm có 4 cung điện, 4 nhà thờ và được bao bọc xung quanh là tường Kremlin cùng với các tháp Kremlin. Ngày xưa khi mà xâm lược Nga vào năm 1812, quân Pháp đã chiếm Kremlin từ 1 tháng 9 đến 11 tháng 10. Và khi mà Napoleon rút khỏi Moscow, ông đã ra lệnh cho nổ tung toàn bộ điện Kremlin này. Kho đạn Kremlin cùng nhiều phần của tường Kremlin đã bị phá vỡ, nhiều tòa tháp cũng đã bị phá hủy do bom trước đây, và hỏa hoạn cũng gây hư hại cho các nhà thờ ở cung điện. Các vụ nổ kéo dài tới 3 ngày, từ 21 đến 23 tháng 10, nhưng rất may mưa đã làm cho xịt các nồi ngổ và thiệt hại không lớn như dự tính ban đầu của vị tướng nổi tiếng trong lịch sử của chiến tranh toàn thế giới, đó chính là ngày Napoleon. Anh Khoa đang đưa tất cả quý vị chúng ta cùng đi qua những cái con đường cổ, những cái nền đá gạch rất là cổ xưa ở tại cung điện Kremlin rộng lớn này. Anh Khoa nhớ ngày trước á, hơn 2 năm trước khi mình đến đây á, cũng vào một cái ngày cuối đông nhưng mà mưa lất phất như thế này và cũng rất là lạnh nữa. Hôm nay thì mát mẻ hơn rất là nhiều. Cái địa điểm tham quan thắng cảnh nổi tiếng và đẹp lộng lẫy như thế này ở tại Moscow thì Khoa nghĩ cũng là nơi để cho các cặp cô dâu và chú rể đến đây chụp hình, và cũng như có những cái lời hẹn ước cho cái ngày đám cưới, ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình. Đây, anh Khoa đang bắt gặp được cái khoảnh khắc rất đẹp của cô dâu và chú rể Nga. Họ đi cùng với gia đình, người thân, bạn bè cùng đi với nhau, đi thả dọc ở tại cung điện Kremlin này. Chắc là đi chụp hình với nhau và ghi lại những cái khoảnh khắc tuyệt đẹp. Và đặc biệt là chúng ta cũng thấy đó, có cái nghi thức mà đám cưới của các cô dâu và chú rể ở nước ngoài á, là họ hay đứng và cô dâu thì xoay lưng lại, sau đó sẽ tung hoa ra phía sau.
bạn bè sẽ là những người đứng ở phía sau xem rằng là ai là người may mắn để có thể nhặt được bó hoa, cũng như là may mắn có được cái niềm tin đó là sẽ là cái người có được cái duyên đám cưới sau đó rất là đẹp. Ngày tiếp theo ở tại Moscow, thủ đô của nước Nga, bởi vì đây là mùa hè, mọi người nói rằng là trời nắng ấm hơn rất là nhiều, nhưng mà thường cái thời tiết nó sẽ thay đổi là khoảng tháng 6 hoặc là tháng 7 nó sẽ có 1-2 tuần ở trong tháng là sẽ chuyển hơi lạnh hay hơi se lạnh một chút, và cũng như là sẽ có mưa. Không biết như thế nào nữa, mọi người nói là tuần trước thì trời rất là nắng nóng, nhưng mà hôm nay là ngày thứ 3 anh Khoa ở đây thì sáng dậy định đi ra ngoài thì trời mưa, xong rồi mình phải đi bộ lang thang ở trong cái nhà mình ở, đi ra ngoài đường lớn để đón taxi ở đây đón cũng rất là dễ. Thật ra là nếu mà mình quen bạn bè hoặc ai ở đây mà đi một mình thì mình chỉ cần nói rằng là giúp mình đánh cái địa chỉ mà mình muốn đến bằng tiếng Nga, mình lên taxi mình đưa rất là dễ. Chẳng như là anh Khoa từ nhà hôm nay chọn đi đến một cái nơi đầu tiên là điện Kremlin thì khoảng 500 rúp tính ra là khoảng 200.000 tiền Việt Nam. Để nói về cái việc mà lên xuống giá đồng tiền của Nga ở tại đây, cũng như cái sự sức ảnh hưởng về cái sự thiệt hại của khủng hoảng kinh tế á, thì có lẽ là anh Khoa sẽ nói sau đó, vì là chúng ta đang ở trong điện Kremlin, ở một đi chơi ở một cái nơi rất là đẹp thì mình sẽ nói sau đó. Nhưng mà có những cái nơi rất là danh tiếng mà có thể đi ở đây, như là điện Kremlin, như là quảng trường đỏ. Ngày tiếp theo ở tại Moscow, thủ đô của nước Nga, bởi vì đây là mùa hè, mọi người nói rằng là trời nắng ấm hơn rất là nhiều, nhưng mà thường cái thời tiết nó sẽ thay đổi là khoảng tháng 6 hoặc là tháng 7 nó sẽ có 1-2 tuần ở trong tháng là sẽ chuyển hơi lạnh hay hơi se lạnh một chút, và cũng như là sẽ có mưa. Không biết như thế nào nữa, mọi người nói là tuần trước thì trời rất là nắng nóng, nhưng mà hôm nay là ngày thứ 3 anh Khoa ở đây thì sáng dậy định đi ra ngoài thì trời mưa, xong rồi mình phải đi bộ lang thang ở trong cái nhà mình ở, đi ra ngoài đường lớn để đón taxi ở đây đón cũng rất là dễ. Thật ra là nếu mà mình quen bạn bè hoặc ai ở đây mà đi một mình thì mình chỉ cần nói rằng là giúp mình đánh cái địa chỉ mà mình muốn đến bằng tiếng Nga, mình lên taxi mình đưa rất là dễ. Chẳng như là anh Khoa từ nhà hôm nay chọn đi đến một cái nơi đầu tiên là điện Kremlin thì khoảng 500 rúp tính ra là khoảng 200.000 tiền Việt Nam. Để nói về cái việc mà lên xuống giá đồng tiền của Nga ở tại đây, cũng như cái sự sức ảnh hưởng về cái sự thiệt hại của khủng hoảng kinh tế thì có lẽ là anh Khoa sẽ nói sau đó, vì là chúng ta đang ở trong điện Kremlin, ở một đi chơi ở một cái nơi rất là đẹp thì mình sẽ nói sau đó. Nhưng mà có những cái nơi rất là danh tiếng mà có thể đi ở đây, như là điện Kremlin, như là quảng trường đỏ. Cho nên là mây hơi âm u một chút. Lại nói tiếp một tí về cung điện Kremlin để cho mọi người có thể cảm nhận được hết nơi đây nha. Người ta nói ở đây chính ngài Tổng thống Putin, một người đàn ông quyền lực nhất Nga, cũng đã từng bước vào đây để một lần nữa tuyên thệ để nhậm chức Tổng thống. Và lịch sử của cung điện Kremlin chính thức của các nhà lãnh đạo Nga, biểu tượng quyền lực trên khắp đất nước Nga chính là nơi này. Ở đây thì có những thiết kế rất là đẹp, và cũng được biết là Tổng thống Nga Putin vẫn sử dụng các phòng bí mật ở trong khu cung điện Kremlin này để cho các buổi tối nhỏ, và căn phòng vàng xa hoa ở bên dưới là nơi để khách khứa chiêm ngưỡng một cái
khu rộng lớn như thế này nhưng mà vẫn không biết là chính xác là căn phòng nào là căn phòng mà anh Khoa vừa nói qua. Và vào thế kỷ 20 thì cung điện Kremlin một lần nữa đã trở thành trung tâm quyền lực của nước Nga và là nơi ở của Tổng thống Nga. Ngày nay được rất là nhiều người đến đây để mà tham quan và du lịch. Còn trước mặt của anh Khoa đó chính là nhà thờ Tòa Thánh Basil, rất là nổi tiếng, nằm giữa phía nam của cung điện Kremlin và quảng trường đó. Mua vé vào đây thì mất 350 rúp, một cái nơi rất là đẹp và những kiến trúc thì cực kỳ uy nghi và lộng lẫy của Tòa Thánh Saint Basil. Và với một thành phố hiện đại như Moscow thì nhà thờ Basil tọa lạc ngay giữa lòng thủ đô Moscow. Nhà thờ có những kiến trúc rất độc đáo này là một trong 7 kỳ quan hấp dẫn của khách du lịch khi mà đến đây để kỷ niệm chiến thắng quân Mông Cổ năm 1555. Sa hoàng Ivan, vị sa hoàng đầu tiên của nước Nga, đã ra lệnh cho kiến trúc sư Poznik Yakovlev xây dựng một nhà thờ thật tráng lệ, và sau 11 năm xây dựng thì thánh đường Saint Basil mới có thể hoàn thành. Ban đầu nhà thờ chỉ có 8 tòa tháp cùng đứng chung trên một nền, mỗi một tòa tháp tượng trưng cho một lần đánh thắng quân Mông Cổ, và vì thế nhà thờ được tên là nhà thờ của sự cầu nguyện. Vì chiến thắng quân Mông Cổ diễn ra vào đúng ngày lễ cầu nguyện cho Đức Mẹ Đồng Trinh. Chúng ta cùng đi theo con đường nhỏ tối lên phía trên nhé. Quý vị có thể thấy được cái gạch lóc ở đây rất là đẹp. Nãy giờ thấy ánh sáng rồi, bước ra ngoài thì rất là đẹp. Và khi mà tòa tháp thứ 9 được xây dựng ở phía đông là nơi chất chứa hài cốt của linh mục chính thống giáo người Nga Basil, nhà thờ này được đổi tên thành nhà thờ Thánh Basil. Ở ngoài khi mà anh không có quay á, thì mọi người có thể thấy được nhà thờ nhìn xa trông giống như là mũi tên lửa đang bay thẳng lên bầu trời. Đây chính là đỉnh cao của kiến trúc Nga trong thế kỷ 17. Khi nhìn từ trên xuống á, trông giống như một ngôi sao 8 cánh. Hình ngôi sao 8 cánh của nhà thờ còn mang nhiều ý nghĩa tâm linh và tôn giáo khác nhau. Nơi này bày bán những cái quyển sách, những cái tấm hình lưu niệm. Con số 8 như anh Khoa vừa chia sẻ có mang hai ý nghĩa: số ngày Chúa Giêsu phục sinh theo lịch của người Do Thái cổ về vương quốc thiên đường được hứa hẹn vào thế kỷ thứ 8. Ngôi sao 8 cánh bản thân của nó trong Thiên Chúa giáo là ngôi sao dẫn đường cho các ánh sáng đến với loài người. Trong khi đó, trên mạng che mặt của Đức Mẹ Đồng Trinh do chính thống giáo của Nga có 3 ngôi sao 8 cánh. Bên cạnh đó thì hai hình vuông đặt chồng lên nhau thì 8 đỉnh của nó sẽ tạo ra một ngôi sao 8 cánh. Và điều này tượng trưng cho sự vững bền cũng như là bốn góc của địa cầu, bốn tác giả kinh Phúc Âm và bốn bức tường bằng nhau của thành phố thiên đường. Quần thể nhà thờ Thánh Basil được xây dựng bằng gạch đỏ rực rỡ theo phong cách của Byzantine nổi tiếng ở Nga, với 9 ngôi tháp chớp củ hành được sơn với những màu sắc đầy phô trương và sặc sỡ. Trên đỉnh có một dấu thập giá. Khi mà đứng trước tòa thánh, chúng ta có thể cảm giác như bước vào thế giới của những câu chuyện cổ tích, của những tòa lâu đài thật là đẹp, rực rỡ, và nó sẽ còn để lại rất là nhiều ấn tượng dành cho những khách tham quan đi đến đây.
bên trong là nơi mà Khoa đang ở đó, thì mọi người cũng có thể thấy được là những bức tường được trang trí bằng những hình ảnh hoa lá màu lam tinh tế, cũng như những cái bức tranh treo tường giống như là các nhà thờ khác. Nhưng hình ảnh ở trong nhà thờ Bao Diêu toát lên vẻ đẹp trang nghiêm và thiêng liêng đến kỳ lạ. Và thánh đường Bao Diêu có thể được xem như là công trình độc nhất, bởi vì theo truyền thuyết sau khi cho xây xong, tòa thánh Sa Hoàng Nga bấy giờ còn có biệt danh là Ivan khủng khiếp đã cho chọc thủng mắt của kiến trúc sư Voznitz Yakovlev để ông không thể tạo thêm những công trình nào khác có thể so sánh với nhà thờ thánh Bao Diêu với công trúc đặc biệt như thế này, với lại những cái công trình kiến trúc đặc biệt như thế này. Và nhà thờ Bao Diêu không chỉ là vĩ đại về độ hoành tráng mà còn có giá trị lịch sử, giá trị nghệ thuật tuyệt đối đối với nước Nga. Và đến nay, khi mà chúng ta cảm thấy có dịp đến với nước Nga sương trắng nắng tràn để ngắm nhà thờ Bao Diêu đẹp như trong những câu chuyện cổ tích, thì quả thật đó là một trong những cái điều may mắn mà các du khách hoặc là mọi người, ai có người thân ở Nga mà có dịp đến đây để mà thăm gia đình và người thân thì có thể ghé qua nhà thờ thánh Bao Diêu một lần để tham quan và cảm nhận hết những cái vẻ đẹp nguy nga tráng lệ của kiến trúc suốt dọc dài theo quá trình lịch sử hình thành của suốt mấy thế kỷ ở tại Nga.